Chào mọi người nha. Thì dạo này do là em bận lắm mọi người, cho nên là em không dọn được máy nha. Nên em bán máy chưa dọn nha. Máy này mới rửa ha. Đây những con Atin 8 mọi người, công suất khá khủng ạ. Nên đầu máy nhá, có mấy đầu máy em xả ha. Xả hàng, máy chưa dọn. Ok, đây bán các cặp nha mọi người, bán theo cặp luôn cho nên dễ dọn. Có gì mọi người dọn giỏi thì dọn được 2 cây. Này chế cháo mọi người, thiếu mấy cái này thì mọi người biết kiếm cái gì về chọn máy nổ rồi thì kiếm cái gì để cài giống cái chốt cài mọi người. Cài nè gió mọi người. Nên hai con con đầu tiên ha. Hình thức máy như trên video nha, bán trên theo trên video nha. Này em mới rửa sơ sơ ở ngoài thôi, trong này zin hết nha, zin hết nha. Máy về sau bán vậy thôi mọi người. Bữa giờ em không lên video cho này em bận, cho nên em không có dọn được. Hình thức máy như vậy nha mọi người. Rồi con đầu tiên. Nó hơi trượt giật nha. Hơi tốt nha mọi người. Mấy đời này thì lòng nó bền lắm, nó không ô này. Rồi, con này hơi tốt nha. Hơi trượt giật nha. Rồi mọi người kiểm tra lại nha. Hơi trượt bộ giật. Còn thứ hai này Atin của Đức nha mọi người, công suất khủng nha mọi người. Này main game mini này nó tự nổ sơn ra thôi, cái này đồ nhôm kim loại cho nên là tự nó bể cái lớp nhôm ra, bên này nó bị bể miếng nữa. Trong dơ nguyên. Ok, 2 cái đầu. Thôi em giật cho mọi người nghe đây nha. 2 cái. Về thì mọi người vệ sinh toàn bộ nè. Rồi kiểm tra nửa này kia. Nửa không có, mọi người vệ sinh gỡ vô lăng ra. Vệ sinh nửa là nó có nửa nha. Mấy cái này đời này nó không chết nửa mà. Khó chết nửa mọi người, nó bền á. Rồi chế chứ còn nguyên nha, em không có, mình trong là còn rim nguyên, em không có tháo ra nha. Hai cái đầu này 900.000 nha mọi người, 900.000 hai cái, công suất khủng nha mọi người. Atin của Đức nha, mấy nghiệt mình đi hết nha. Rồi gỡ các bộ phận ra đều có logo Atin nó đóng dấu, đóng ở trong hết nha. Rồi hình thức giao dịch thì cái này thì mọi người chuyển khoản mọi người ha. 900.000 hai cái đầu nha. Rồi chào mọi người nha. Rồi em có số Zalo mọi người, kết bạn Zalo để dễ nói chuyện hơn ha. Chào mọi người.